Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới một căn bệnh phổ biến hiện nay. Bệnh gút. Bệnh gút, còn gọi là gu hay thống phong, là một dạng viêm khớp phổ biến, người bệnh thường chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội ở các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, kèm theo cơn đau là hiện tượng sưng đỏ, thậm chí không đi lại được do đau. Triệu chứng của bệnh gút. Ở giai đoạn đầu, một số người được ghi nhận nồng độ axit uric trong máu tăng nhưng không xuất hiện triệu chứng được gọi là tăng axit uric máu. Theo thời gian, khi nồng độ này tăng cao không hạ dẫn đến sự tích tụ các tinh thể urat gây ra các cơn đau khớp bệnh thường xảy ra đột ngột các cơn đau dữ dội đến âm ỉ và thường xuất hiện vào ban đêm có thể nhận biết bạn đang mắc bệnh thông qua các dấu hiệu sau đau khớp dữ dội triệu chứng đau xảy ra phần lớn ở khớp ngón chân cái mắt cá chân đầu gối cổ tay và khuỷu tay các khớp ở háng vai và vùng chậu thì tần suất xảy ra ít hơn cơn đau có thể trở nên nghiêm trọng nhất trong vòng 4 đến 12 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu thạc sĩ Bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Ánh Ngọc đã chỉ ra rằng tùy thuộc vào giai đoạn của người bị bệnh mà bác sĩ chỉ định chế độ ăn uống sao cho phù hợp. Người bệnh tránh ăn những thực phẩm giàu purin và fructose cao để kiểm soát được nồng độ axit uric ở mức độ ổn định. Thay vào đó nên ăn các thực phẩm có công dụng hỗ trợ đào thải axit uric như dầu ô liu. Theo báo sức khỏe và đời sống, trong thành phần dầu ô liu chứa hàm lượng cao chất béo tốt hỗ trợ chống viêm và giảm sưng đau tại các khớp. Vì vậy, thay vì dùng các loại dầu ăn thông thường người bệnh nên thay bằng dầu ô liu để chế biến đồ ăn. Trái cam là cứng cử viên sáng giá trong danh sách những thực phẩm cho người bệnh gút. Trong cam có chứa lượng vitamin C có tác dụng đào thải bớt axit uric trong máu ra khỏi cơ thể. Để quá trình có hiệu quả, người bị bệnh gút nên bổ sung thêm từ 500 đến 1.000 mg vitamin C hàng ngày. Dưa leo là một trong những thực phẩm có khả năng hạn chế tình trạng lắng động tinh thể urat có trong xương khớp, thúc đẩy bài tiết axit uric qua đường tiết niệu. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong dưa chuột góp phần quét sạch các tạp chất tồn dư có trong ruột. Thịt ức gà là một trong những loại thịt trắng giàu protein, ít natri và không chứa tinh bột, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu và các chất khoáng cần thiết nhưng lại chứa rất ít purin. Điều này giúp chống lại quá trình kết tủ của axit uric trong thận. Tuy nhiên chỉ nên ăn 175 purin một ngày tương đương với khoảng 100 gram thịt gà. Rau củ rất tốt cho những bệnh nhân đang điều trị bệnh gút, đặc biệt là rau cần tây. Rau cần tây rất giàu khoáng tố, Vitamin cùng rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Chúng có tính mát, lợi tiểu và làm giảm axit uric trong máu, hạn chế nguy cơ các cơn gút cấp tái phát. Bí đỏ là một thực phẩm kiềm tính không chứa nhân purin, từ đó có thể cải thiện tình trạng rối loạn chuyển hóa các chất giúp ngăn ngừa hàm lượng axit uric hình thành trong máu. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng giảm mỡ máu, hạ đường huyết hiệu quả. Theo báo sức khỏe và đời sống, trà xanh là một phương thuốc hiệu quả trong việc đào thải lượng axit uric có trong máu giúp người bệnh cải thiện tình trạng bệnh với hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong nước trà xanh, điều này giúp giảm các triệu chứng đau, sưng do bệnh gút gây ra. Rau cải bẹ xanh trở thành sự lựa chọn tối ưu của nhiều người trong điều trị bệnh gút. Với hàm lượng chất xơ dồi dào cải bẹ xanh có khả năng thanh nhiệt cơ thể, giải độc đồng thời giảm thoái hóa chất protein để sinh năng lượng giảm sự hình thành axit uric. Những loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt, đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất xơ có tác dụng làm giảm cholesterol bằng cách loại bỏ cholesterol xấu. Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh gút. Các đặc điểm nổi bật của dưa hấu như tính lạnh, chứa nhiều nước, muối kali và hầu như không có nhân purin có tác dụng giúp người bệnh có thể đào thải lượng axit uric dư thừa trong cơ thể qua đường tiết niệu. Cũng dễ hiểu khi dưa hấu được liệt kê vào danh sách những thực phẩm cho người bệnh gút. Trên đây là danh sách thực phẩm có trong thực đơn dành cho những người bệnh gút đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn và đừng quên chia sẻ bài viết này cho gia đình và bạn bè để biết thêm các kiến thức mới nhé.